đốt nhang hết cho sao? Một cái mã khỏi con ơi, đứng không đi. Nè. Đốt một cái mã. Nó đưa gì đó đốt. Mấy cái nhà có quỳ được không? Có quỳ được không? 1000 thì không có quỳ. Đứng đi, đứng đi. Vậy tôi hỏi mấy cái nhỏ. Đứng luôn đi. Đứng trần. Thiếu quý tụ vị trước. Cô qua đây. Mộ phần. Đứng đi, hương lưng cầu những đắng đắng chương lưng bay chứng chỉ cho lòng hiếu kính thân kim sạch tương hảo văn minh do Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
trăm 89 năm nay mấy anh rồi? 19 người đi. Mấy? 31 năm rồi đó. 32 tuổi rồi đó. Bà nội trở lên nó mới 32 tuổi rồi đó. Sao? Rồi ông nội. Mà có cái ông quẹt không bên con người lại. 83. Mấy tuổi rồi? 4 mấy rồi. 36 tuổi rồi. Ông nội năm nay 36 tuổi rồi.